Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc gồm 7 đơn vị là Ban Quản lý các khu công nghiệp thuộc các tỉnh Hòa Bình, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Phú Thọ. Năm 2023, các đơn vị trong khối đã ra soát, hoàn thiện và tích hợp 81 khu công nghiệp và quy hoạch các tỉnh với tổng diện tích trên 22.508 ha. Trong đó, 28 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trung bình gần 65%. Cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp từng bước được hoàn thiện, các đơn vị đã tăng cường đồng hành và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp. Năm 2023, số dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp tăng 83 dự án, vượt 141% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước gần 16.155 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch, tạo việc làm mới cho gần 50.400 người lao động. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo động lực nâng cao hiệu quả công tác. Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như kiểm tra chéo và xác nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua để kịp thời đề nghị biểu dương khen thưởng những đơn vị làm tốt, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến và những cách làm hay trong thực hiện các phong trào thi đua. Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất đề nghị suy tôn các danh hiệu thi đua khen thưởng Đơn vị trưởng khối năm 2023, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao nhiệm vụ trưởng khối năm 2024 cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang.